À, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Anh Tuấn. Em sinh năm 1992 và hiện đang là giáo viên tiểu học của trường tiểu học Nhã Bích ở Bình Phước ạ. Mình ở trên đó với ai? Hiện tại thì em đang ở cùng với lại hai bạn giáo viên khác cùng trường. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở ngoài Thái Bình ạ. Tức là ba mẹ ở ngoài Thái Bình hết luôn? Dạ vâng ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Em tên là Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em ở đó với ai? Dạ, em ở đó với ba. Dạ con hả chị? Dạ, em làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang làm sale kiểu tư vấn khách bay vốn á chị. Dạ rồi. Rồi, bên tài chính đó ha? Dạ đúng rồi, tài chính. Rồi, thầy giáo, bây giờ mình cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về ưu điểm của em thì em có thể nấu ăn, làm bánh, vui vẻ, hòa đồng và cũng biết một chút về để làm MC ạ. Còn về nhược điểm của em thì em rất là thẳng tính và đôi khi nói thẳng vì hay bị mất lòng. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em vui vẻ với mọi người và em còn biết nấu ăn nữa. Thì tại vì do là em ở chung với ba cha con cho nên là em là người nấu ăn chính cho gia đình. Mẹ em thì mất cách đây cũng tầm khoảng 3 năm trước á, cho nên là một mình em kiểu lo cho gia đình. Rồi khuyết điểm của em á là em hơi tự ti về ngoại hình một chút xíu, tại vì em cũng hơi nhỏ con á, thành ra là cũng hơi tự ti về ngoại hình. Mình nhỏ con mình đừng lo, em nhỏ con cho người ta bảo vệ mình đúng không? Mà dạ, mặt thì lại rất là xinh luôn, cho nên là em phải tự tin về điều đó nha. Kiểu như là em hay bị bạn bè trêu chọc về khuyết điểm đó đó, thành ra là kiểu em cũng hơi buồn, hơi tự ti. Không có buồn, chị thấy em rất là xinh, nhỏ không nhỏ có gì buồn xinh, em ơi, dễ thương lắm. Nhỏ dạ, con càng xinh càng dễ thương nữa. Bạn này có đôi mắt rất là đẹp. Bây giờ mình nói cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi em trai. Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình tuổi học trò. Rồi mối tình thứ hai là mối tình thời sinh viên. Em và cái bạn nam kia đều bị một bạn nữ gọi là lừa. Tức là đi từ chỗ phòng trọ em tới trường thì sẽ phải qua một cái ngã ba. Và cái ngã ba đó rẽ tay phải thì về trường em, còn rẽ tay trái thì là về chỗ của trường của bạn nam kia. Thì bạn nữ đó đi với bạn nam kia đến ngã ba, thì sau đó chia tay bạn nam để bạn nam rẽ tay trái. Và sau đó bạn đi một đoạn nữa thì mới đến chỗ phòng trọ của em rồi mới quen em. Cùng quen em đến trường. Coi như bạn ấy là bắt cá hai tay. Dạ, một thời gian dài ạ. Trời ơi. Hay quá ha. Còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba và cũng là tình đơn phương của em. Nói chung ba mối tình của em không đâu ra đâu hết trơn. Dạ, chưa có mối tình nào. Không có kinh nghiệm không luôn. Không có kinh nghiệm luôn á. Còn cô gái của chúng ta thì sao? Rồi, chào em gái, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Đường tình duyên mình sao nè? Dạ con thì chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Dạ năm 18 tuổi là mối tình đầu tiên của con. Thì con quen nhau với anh đó, kiểu của bạn đó thì gặp nhau ở trên Zalo đó. Ở đó có chức năng là tìm kiếm bạn bè quanh đây á. Tụi con cũng quét chúng nhau rồi nói chuyện với nhau, cũng quen nhau một thời gian tầm khoảng nửa năm. Một phần là do con... nói thiệt với mọi người luôn là tại vì gia đình của con thì không có được trọn vẹn, gia đình con thì không có được hạnh phúc, con chứng kiến những cảnh không có được tốt, không có được vui vẻ, thành ra là con cũng con bị ám ảnh về cái vấn đề đó, thành ra là con cũng lơ xong rồi hai người chia tay nhau luôn. Là từ đó tới giờ là con mặc cảm về vấn đề đó, thành ra là con không có quen ai từ đó đến giờ luôn. Con muốn có một mối tình như thế nào, với một người yêu lý tưởng thế nào? Nói chung là con cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều đâu chút. Thứ nhất là bạn nam cao hơn con chút xíu, tầm 1m6 đổ lại thôi. Bạn đó kiểu biết chăm lo cho gia đình con, còn một người quan tâm và chia sẻ con nhiều. Tại vì con cũng áp lực về một phần là con phải lo cho ba này kia, con gia đình tài chính rồi đó. Thành ra là con cần một người chia sẻ, động viên con những lúc mà con buồn. Ba con nhiêu tuổi rồi? Dạ, ba con năm nay 60, nhưng mà đang tai biến lần thứ hai á chú. Trời ơi. Mẹ con cũng bị tai biến luôn. Con chia sẻ với con ha. Em qua coi nhà trai tôi sao. Dạ, chào nhà trai. Nhà gái có những cái nhu cầu như vậy thì nhà trai thấy là mình đáp ứng được cỡ bao nhiêu phần trăm nè? Thì chắc là được khoảng 60%. Khoảng 60%.
Trời không buồn, không. Cái gì mà có 6-10, không có tự tin gì hết á. Bây giờ chàng trai nói cho chị Lan nghe là cái mong muốn của em có một người bạn gái như thế nào nè. Thực ra thì em năm nay cũng là 32. Từ xưa đến giờ em chưa có một cái gọi là yêu cầu về ngoại hình đối với bạn nữ. Bởi vì thực ra chiều cao của em khá là khiêm tốn. Đối với em từ xưa đến giờ thì tình cảm vẫn là cái quan trọng nhất. Khi mà hai người quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau mọi việc á, thì cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ vượt qua được tất cả những cái rào cản khác. Vậy thôi, rồi. Có tình cảm là được đúng không? Trời ơi, vậy thôi đó. Mình hỏi người thân đi. Dạ, đi với ai? Dạ, đi với bạn. Chị làm đồng nghiệp chung. Dạ, em xin chào mọi người, chào MC. Rồi, em thấy nhà trai sao nè? Thấy có hợp ý với bạn thân không? Dạ, em thấy bên nhà trai cũng được ạ. Bạn em hiền không? Dạ, hiền, nó hơi đanh đá xíu rồi. Không, cái mặt cổ rất là lanh nha. Lanh đó. Rất lanh luôn đó. Em thấy anh bên đây anh hiền không? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng vui tính ạ. Em thấy hai người có thể kết hợp được không? Dạ, được ạ. À, bạn em có nhiều người theo đuổi không? Nó làm trong cái môi trường đó cho nên là cũng ít có để ý đến ai lắm mà. Môi trường tài chính rất là áp lực. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai? Hiện tại em không đi với ai cả. Rồi, không sao, thôi, có chú Quyền Linh ha. Dạ. Thôi, bây giờ mở rào đi. Đúng rồi, mở rào. Rồi, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện nha. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ rồi. Anh có món quà nhỏ tặng em. Món quà này với ý nghĩa là nếu như chúng ta đến với nhau thì anh cũng mong có những gia đình và những đứa trẻ đáng yêu. Dạ rồi, dạ. Dạ, em gửi anh tặng một cái ví. Dạ rồi, có nghĩa là khi nào mà anh mở ví ra là anh có thể nhớ đến em. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi. Tặng chính tặng quà của khác ha. Xin phép chương trình này em tặng bạn nữ một bài hát. Dạ. Bài hát này mình rất thích ạ. Nếu em được gần anh một lần sẽ biết anh yêu em vạn lần, vì em là điều anh muốn kiếm tìm. Trong cuộc đời bao hư ảo thì em là hạnh phúc ngọt ngào, là tất cả những gì mà anh muốn giữ. Em làm tim anh gục ngã 3 giây rồi yêu thiết tha. Bao nhiêu buồn lo nụ cười em sẽ xua tan màu. Điều anh không thể che giấu rằng một lần gọi em là gâu, nếu em thuộc về anh. Xin ạ. Dễ thương quá. Em gái có hát lại không? Em quê thì quê ở gốc ở Quảng Nam, nhưng mà em là miền Tây, người dân miền Tây, cho nên là em hát anh một đoạn. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng em ngày em làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây. Ba em hiền, ba em không có anh có chị lò. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết đâu lo, ta sống vui mỗi ngày. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Anh nhìn thấy em thì anh có cảm nghĩ gì không anh? Anh thấy em là rất là xinh. Dạ rồi. Nói chuyện thì rất là dễ nghe. Dạ. Còn em thấy anh thì thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng cũng nói chung là phù hợp với chỉ tiêu từ ấy của em đưa ra, kiểu như là anh kiểu cũng ngoại hình cũng được, cũng dễ nhìn, thấy anh cũng rất là thật thà. Em, nhưng mà em hỏi cái này là hiện tại là mình đang ở đâu chứ anh? Anh đang tại ở thị xã Trân Thành, Bình Phước. Thì em ở quận 12 lận, thì cây số của mình nó cách xa nhau cũng nhiều á. Thì không biết là một tuần lễ thì mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Khi nào em cần thì em chỉ cần báo trước anh khoảng 1 tiếng để anh chuẩn bị tinh thần là anh sẽ lên. Nếu như em không có thời gian mà để sắp xếp thì anh sẽ là người chủ động lên và anh sẽ lên gần đến nơi thì anh sẽ báo em. Còn những ngày đặc biệt thì anh sẽ cho em những điều bất ngờ. Dạ rồi. Dạ, công việc của em thì em làm suốt, nhưng mà trong thời gian làm việc thì không có xài điện thoại á, thì không có nhắn tin cho mình nhiều được á, là không có sự quan tâm á, cho nên là có gì anh thông cảm nha. Thì mình phải lưu ưu tiên công việc trước. Dạ. Nhưng mà luôn luôn là em làm việc gì thì em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe để đảm bảo sức khỏe nhé. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai được không? Ví dụ được. Như là sau này em muốn thì mình sinh mấy bé nếu như có thể. Cái này thì tùy thuộc thôi anh, kiểu như là kinh tế như thế nào nữa. Có thể là một bé, nhưng mà kinh tế tốt thì có thể là hai hoặc là hơn. Còn muốn đẻ bao nhiêu thì chả đẻ được anh. Nếu như mà quen nhau thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Dạ, giờ em cũng 28 rồi, anh cũng 32 rồi. Thì tầm khoảng 1-2 năm gì đó. Nói chung là tùy duyên số thôi anh. Bây giờ cái hướng tương lai nếu hai đứa bước tới
thì mình ở đâu? Bình Phước hay quận 12? Cái này là em cũng chia sẻ thiệt với anh luôn. Thì ba em cũng yếu lắm rồi, kiểu như là cũng tai biến lần thứ hai anh. Thành ra là bây giờ nếu mà được á, em nghĩ là không phải là ở rể mà là kiểu ở chung với lại em thì được không? Tại vì em sợ là kiểu không làm dâu á, kiểu em không phải là em ngại làm dâu đâu. Em cũng muốn làm dâu tại vì em cũng thiếu mẹ đó. Em cũng không ngại đâu, nhưng mà do là sức khỏe ba em yếu rồi. Cho nên là em muốn ở chung với ba em, kiểu chăm sóc ba em được nhiều thì, hơn. Thì ba mẹ anh ấy thì còn khỏe. Thì bây giờ ưu tiên sức khỏe của bố mẹ vẫn là trên hết. Thì bây giờ bố em sức khỏe không được tốt thì mình phải dành thời gian chăm sóc cho bố nhiều hơn. Rồi là công việc của anh thì anh sẽ cân đối được. Khoảng cách địa lý, đường xá bây giờ nó là dễ đi mà đâu có gì khó khăn đâu. Dạ. À, nếu mà đến với nhau thì anh sẽ cùng em chăm sóc bố. Cho dạ, hay quá. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bây giờ là em bước tới đi. Đó, thì hai đứa nhìn thẳng nhau. Mình cảm nhận nãy giờ, em thấy nói chuyện với bạn gái... Em trai thấy sao? Tương lai thì mình không thể nào đoán trước được. Dạ. Nhưng mà hiện tại mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Và nếu được thì chúng ta sẽ tiến xa hơn. Dạ rồi. Em cũng mong là như vậy anh ơi. Dạ. Hay quá. Rồi, về vị trí đi các bạn. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Nãy giờ các bạn trao đổi với nhau nhiều rồi ha. Các bạn hãy tự cảm nhận lại về những gì chúng ta trao đổi với nhau nè. Rồi đưa ra quyết định. Chị Lan sẽ đếm nhé. 1, 2, 3. Chúc mừng. Bạn gái cũng rất là quyết liệt luôn đó. Dạ. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ. Nắm tay nhau đi nào. Cùng nhau vượt khó, đặc biệt là em trai đó, gia đình em gái hoàn cảnh cũng đơn chiếc. Yeah. Một mình ở Bình Phước làm gì? Yeah. Theo anh á là từ từ mình tìm cái địa bàn mình dời về quận 12 mình ở luôn. Yeah. Mình có thể đi dạy quận 12, có thể xin việc ở quận 12. Rất nhiều việc ở cùng với bạn gái chăm lo cho bố hả? Yeah. À, và ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là nhiều việc. Dạ. Ha? Thay mặt cho gia đình em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp nhau. Nếu mà chúng em có tin vui nhất định sẽ mời chương trình tới để tạo chung vui cùng chúng em ạ. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên. Được không? Dạ. Thơm hả? Năm tháng 9, 1976, nơi sinh Hà Tĩnh. Hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ rồi, em chào chị Định ạ. Em đã thấy được cái hình ảnh của mình qua điện thoại rồi. Bây giờ chị Định, ủa chị là Đặng Thị Như Định đúng không chị? Đậu em ơi. Đậu hả chị? À, dạ. Đúng rồi. Đâu sáng đâu đỏ. Vâng, rồi, đậu. À, chị là quê của mình là ở Hà Tĩnh và hiện tại mình đang công tác ở đâu chị? Hiện mình đang công tác và làm việc tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc cụ thể của mình là gì chị ha? Mình làm văn phòng nha. Dạ, văn phòng cụ thể luôn á chị. Công việc á hả? Dạ. À, mình làm vừa cả thủ quỹ vừa cả văn thư. Nói chung là mình làm nhiều việc á. Thủ quỹ và văn thư của trường học hả chị? Đúng rồi, thì mình gọi chung là văn phòng. Rồi, ok chị ơi, chia sẻ giúp em về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị. Điểm mạnh á thì là mình là người sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình. Đấy, việc quan tâm người khác. Còn điểm yếu thì là không có tự tin trước đám đông. Mình là người sống nội tâm ít nói. Rồi cái này là ai đăng ký hay là chị tự đăng ký? Mình tự đăng ký bạn ơi. Dạ rồi. Bây giờ chị chia sẻ trước đây là mình đã từng lập gia đình gì chưa chị? Cho mình hỏi là kiểu là bạn sinh năm bao nhiêu để mình cách xưng hô cho lệ. Mình sinh năm em nhỏ tuổi hơn chị á chị ơi, mình cứ xưng bình thường nha. Ừ, thì để mình cách xưng hô cho lệ. Em ơi chị nói nghe, chị là người đã gọi là gì nhỉ? Đã ly dị rồi. Dạ con rồi. Đã năm nó đã đi làm rồi.
Dạ rồi, vậy thì chị chia sẻ giúp em về cái cuộc ly hôn đó của mình ha. Có nghĩa là mình lập gia đình khi nào và mình về mình ở với nhau bao lâu, có bao nhiêu con, chị chia sẻ cụ thể giúp em nha. Mình kết hôn từ năm 2000 và 2007 thì hai vợ chồng mình chia tay. Mình có một bé gái sinh 2001 và một bé trai, mà bé trai thì hiện tại đang ở bên bên nội, còn bé gái thì ở với mình. Là coi như là về rồi ở với nhau được 7 năm thì lý do vì sao mình ly hôn ạ? Coi như là nó cũng không hợp nhau đi, coi như là hết duyên hết nợ đi. Tại vì chị phải nói để em sẽ biết để mà em cũng chọn cái người nào đó nó không có giống như người cũ á, ví dụ như không hợp nhau về cái điểm gì á. À thì tại vì ông Cảnh mình là người gì nhỉ? Ham vui, bò mình. Nói chung là không nói chung là chủ yếu là có bồ thì cũng cũng ham vui nữa. Rồi đó là hai cái lý do chính. Không quan tâm gia đình. Coi như là chị phát hiện xong mà chị quyết định ly hôn luôn hay là có níu kéo gì không chị? Nó còn tích tắc cầm 1-2 năm ạ. Là cũng 1-2 năm là tới bây giờ là đã dứt hẳn rồi đúng không chị? Từ 2007 em, từ nay là 2022 là mua em 5 năm à, em ơi. Rồi sau đó là chị có tìm hiểu ai khác không? Cũng có, người này người kia mà cảm thấy nó không phù hợp với người hợp ấy thì không được, không phải là của mình. Mà thì mình thấy nó không phù hợp với mình thì mình cũng buông. Mình không tìm, không có tiền tới nữa, không có tìm hiểu nữa. Dạ, vậy thì người như thế nào là sẽ phù hợp với mình? Thì giờ mình thực sự ra mình thích một cái người là giống như là nhưng mà thích một cái người nào giống như tôi mất vợ đi thì mình sẽ vợ mất á. Thì mình sẽ nói hay hơn cái ly dị, là cái ly dị thì cũng phải có lỗi vì sao ly dị, nhưng người ta tròn vẹn nên người ta không có đổ vợ, em hiểu không? Tùy mỗi hoàn cảnh mỗi nhà thôi chị, nhưng mà anh cũng sẽ chia sẻ rõ cái lý do vì sao người ta ly hôn giống như mình thôi. Đó thì kiểu là vậy. Thứ hai nữa là mình muốn cái người đó là làm bên giống như bộ đồ ấy á, được chưa? Mình thì mình thích lấy trong bộ đồ chẳng hạn đó. Đó là những cái ưu tiên thôi, còn nếu mà không có bộ đội thì làm những công việc gì chị? Thì nói chung là nghĩa là có công việc ổn định. Tại vì mình nó cũng đã công việc ổn định và mình cũng không có sống phụ thuộc, được chưa? Mình còn có nhà rồi, có ấy rồi á, nhà cửa rồi, phải gọi cãi rồi. Nên mình chỉ mong là về không phải là gánh nặng cho nhau, nghĩa là mình không phải là gánh nặng cho người một người, người bạn đời của mình, mà bạn đời cũng phải là gánh nặng của mình. Thì mình ra là mình tìm bạn già nữa, hiểu biết không? Con mình lớn rồi. Mà mình cũng nói thật ra mình cũng tâm nay mình cũng phải là cái người để mà bên cần có con nữa. Đó là mình nói rõ vậy đó, nghĩa là về tim làm bạn già nhá, chứ không phải là để về mà về tuổi nay thì cũng sinh đẻ nữa, nên mình cũng buồn đó. Cái thứ hai là đã vậy thì mình cũng người đó phải có công việc ổn định cho mình, với người đó cũng biết làm quan tâm gia đình là tất cả, không phải là tất cả, không phải là sao phải như vậy, là bảo cách gì với gia đình đó. Mình không có gia trưởng, không có cái tính gia trưởng thì đừng có ham vui bạn bè rồi phải đó. Dạ rồi, bây giờ người này thì đang ở đâu thì được chị? Thì tổ chức là giống như đang làm việc ở bên Hoa cùng với mình thì nó hay hơn, đúng không? Nghĩa là đó, chỉ là làm việc bên Hoa mà cùng người cùng quê thì cũng đạt được, cũng tốt, nghĩa là đó. Còn chủ yếu là phải làm việc ở bên Hoa để cho mình nhảy á. Bây giờ mình công việc mình đã ổn định ở dưới này, bây giờ mình bảo quen một cái người xa xa mà mình bỏ tất cả mình đi theo thì mình cũng không làm được. Dạ rồi, ok. Đó là những cái tiêu chí của mình ha. Thì còn những cái tiêu chí của bên bạn trai nữa, thì là nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho chị biết ha. Và cũng sẽ có biên tập để mà trao đổi thêm cái nội dung của mình nữa ha. Đó là những cái tiêu chí mình đưa ra. Đó, dựa trên những cái tiêu chí hai bên đưa ra thì còn phải thương lượng làm sao ưu tiên cái tiêu chí gì nữa nha. Thì là chị đợi thông tin của chương trình ha. Năm nay 27 tuổi, em đang ở Châu Thành, Long An. Em là nhân phòng đó. Ok, chào Ngân nha. Chị đang thấy hình ảnh của em rồi nè. Tươi cười vui vẻ cho chị nha. Bùi Thị Kim Ngân, 27 tuổi, là em sinh năm
95 đúng không? Ừ. Là em đang làm nhân viên văn phòng, cụ thể là em làm cái gì Ngân? Làm ở bên bưu điện á chị. À, hôm nay có đi làm không? Dạ, nay em được nghỉ chị. À, vậy hả, bưu điện là một tuần em sẽ được nghỉ một ngày hay sao? Dạ, không chị, nói chung là phép năm á chị, mà muốn nghỉ hè cũng được hết á. Ừ, là năm nay là nghỉ được mấy ngày rồi? Dạ, năm nay em nghỉ được 3 ngày chị, em còn 2 ngày nữa mới xong, mới đúng không phép năm chị. À, ok, ủa em nãy nói quê em đâu vậy? Dạ, em ở Tầm Dung, vị trí Hồng Dương, Long An á chị. À, rồi em làm bưu điện vậy thu nhập của em như thế nào? Dạ, thu nhập em cũng khá khá ổn định chị. Khá là nhiều. Dạ, có 3 triệu một tháng chị. Thu nhập khá khá là mấy triệu? 3 triệu hả? Dạ, tại nhà nước em không có nhiều chị ơi. 3 triệu đủ sống không? Dạ, đủ chị. Đủ hả? Có để dành tháng dư được nhiều không? Dạ, em cũng đang dành tiền chị. Trời, giỏi dữ ta. Lương tháng 3 triệu giờ đã dành được nhiêu rồi? Dạ, khoảng 5, được là tháng 7-8 triệu rồi chị. Để ai được nhiêu? 7-8 triệu hả? Dạ. À, vậy là cũng giỏi á. Là em ở Long An là em ở tại nhà của mình luôn đúng không? Đúng rồi chị. Ừ. Rồi, Ngân chia sẻ về bản thân em đi Ngân. Em có những cái điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Dạ, điểm mạnh của em là hiền, dễ hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu thì chắc là do em quên với lại tính tích. Ừ. Bây giờ Ngân nâng cái điện thoại của em lên tí đi Ngân, để nó không có bị quay chuối cái mặt. Em nâng ngang cái điện thoại lên ngang tầm mắt. Nâng lên, đúng rồi đó. Đúng rồi, chó đẹp gái nè. Ừ. Ừ. Rồi gì nữa không? Có điểm yếu hay tật xấu gì không? Em chỉ có gì đó là dễ chứ thôi, chứ hết tật xấu, không có tật xấu gì. Vậy hả? Là không có tật xấu gì luôn? Chỉ rồi. Có hay quên, chỉ có tích là chị. Hay quên hả? Có hay quên dữ lắm không? Quên nhiều không? Dạ, không có quên tích, quên thương nhiều. Ừ. Nhiều. Mà công việc thì rất là tích trong công việc. Công việc có khi nào quên không? Người ta gửi thư với bà quên gửi cho người ta luôn không? Kể thôi là em rất là có trách nhiệm trong công việc của em. Ừ. Là trốn không có bỏ ngang giữa chừng. Có trốn, đi làm có trốn mà. Này mới khai đúng không? Nhiều khi cũng trốn đúng không? Không có trốn chị ơi, tại vì em rất là muốn làm việc. À. Ok, bây giờ trước giờ đã yêu ai rồi, mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là chị. Rồi sao, kể chị nghe mối tình đó đi. Em quen với anh đó là một chị bình tròn. Anh đó từ thành phố. Em cũng đã quen nhau được chừng 8 tháng thì chia tay, cho nên không có quen nữa. Rồi sao mà chia tay? Tại anh đó cha trưởng quá, em hiểu thích về cha trưởng với lại áp đặt cho em làm theo ý của anh. Rồi cụ thể cho chị coi cái tính gia trưởng anh này á sao? Lúc nào mỗi lần đi chơi em á, em thích mặc áo này, áo rồi đồ này anh thấy bắt em mặc nó đầm, váy ngắn, rất là ngắn, nhiều chịu không nổi chị. Làm sao đi chơi với ảnh là phải mặc đồ gì? Váy ngắn á chị, váy ngắn mặc khoảng đầu gối á, trên đầu gối á chị. Ủa ngộ vậy, là ảnh thích em mặc đồ hở hang xíu hả hay sao? Vậy, trong khi đó em thì không thích. À, chị tưởng đâu là nhiều anh gia trưởng là bắt bạn gái là phải mặc kính cổng cao tường, quần không có cho mặc váy, là áo và cổ sát nút. Còn này là ngược lại đúng không? Chà, mỗi lần đi chơi là phải mặc đồ hở. Rồi, bởi vậy phải nói ra cụ thể chị mới hiểu được cái gia trưởng đó làm sao. Chứ gia trưởng nó khác nhau dữ lắm, nói chung chung là chị không biết ha. Lên chương trình cũng kể vậy luôn cho chị, để người ta biết là gia trưởng thì nó còn nhiều loại gia trưởng lắm, tùy mỗi người nữa. Rồi coi như là có lần nào em mặc cho anh coi không? Dạ, rồi. Chưa có lần nào mặc luôn là anh chia tay luôn. Trời ơi, rồi là chỉ cái vụ đồ đạt này kia thôi mà chia tay con gái người ta đó. Dạ, vậy thôi đó chị, cái gì đó rồi đó. Trời, đó là thua luôn. Rồi vậy nữa, tiếp nữa là bây giờ là về cái đó là cái tình trường. Nhưng mà trước giờ em đi làm mà có ai để ý em, thích em ở trong chỗ làm không? Có một anh cấp trên của em để thích em nhưng mà không được tuổi chị ơi. Sao vậy? Không được tuổi, chị anh lớn quá chị, lại không được tuổi đó chị. Ừ, anh đó sinh năm nhiêu mà không được tuổi? Anh sinh năm 86 tuổi dần đó chị. Ừ. Sinh năm 86 tuổi dần cho nên là không hợp đúng không?
Rồi ok, tiếp đi. Bây giờ em thích bạn trai như thế nào, hình mẫu bạn trai thích làm sao? Em thích bạn trai hiền, có công việc ổn định, chịu được cái tính dễ thương của em, với lại chân thật, với chiêu trung thủy, không lăng nhăng nha chị. Đó là những cái ví dụ như nha, bây giờ người ta nói là người ta trung thủy đó, nhưng mà về ra ai biết được ổng có trung thủy thiệt hay không. Đó, cho nên là bây giờ những cái đó là về mình mới tìm hiểu. Bây giờ có những cái tiêu chí mà chương trình sẽ biết được cho em nào, về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền này kia thì em thích như thế nào? Dạ, ngoại hình là cao hơn em 1m6, 1m6 trở lên. Mặt thì ưa nhìn. Tiếp đi. Dạ, hết rồi chị. Mặt ưa nhìn rồi tuổi tác, vùng miền này kia các thứ như thế nào? Thì vùng miền thì thành phố hoặc là Long An, còn tuổi tác đó thì khoảng 27 tuổi trở lên chị. Dạ. Nhưng mà là chỉ thích ở khu vực miền Tây thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà người ta miền Tây mà người ta đang làm ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ. Được đúng không em? Rồi ok, tuổi là lớn tuổi hơn em, trừ cái tuổi 86 ra ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa, em có không thích bạn trai những gì không? Em không thích bạn trai hút thuốc, gia trưởng lăng nhăng với lại đá gà cờ bạc chị. Chà không mình... thích. Với gì nữa? Nói chung là mẫu người đàn ông của gia đình đó chị. Mẫu người đàn ông gia đình. Rồi em có làm dâu rồi được không? Để em làm dâu được chị. Làm dâu giỏi luôn ha, nấu nướng rồi được luôn ha. Ok. Rồi, hôm nay chỉ là cái buổi đầu chị nói chuyện với em thôi. Sau cái buổi này nếu mà có người phù hợp thì chương trình sao báo cho em liền. Sau đó là em có thể sắp xếp thời gian để em lên Sài Gòn ghi hình được đúng không? Địa chỉ chỗ nào chị? Địa chỉ thì các bạn sẽ báo cho em cụ thể chính xác sau ha. Mình sẽ quay ở